Chúng tôi xin được thưa một chút. Thứ nhất đó là Kinh Lăng Nghiêm, chúng ta cũng đã đọc ở đâu đó cho rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải là Kinh Phật nói, hay là Kinh Lăng Nghiêm là ngụy kinh, tương tự như vậy đối với các kinh Đại Thừa khác như là Kinh Di Đà chẳng hạn. Thế thì điều mà tất cả những người Phật tử của chúng ta đang thọ trì đây, đang tu tập đây là theo Đại Thừa. Hẳn nhiên là quý vị cũng đã từng trì tụng Kinh Lăng Nghiêm, từng trì tụng Kinh Di Đà, từng đọc những câu thần chú. Trong tất cả các chú mà bình thường chúng ta trì tụng đây thì có thể nói là chú Lăng Nghiêm là dài nhất. Bên cạnh đó chú Đại Bi, phải không? Chú Vãng Sanh, chú Tiêu Tai Cát Tường, vân vân, tất cả những cái chú đó thì thần chú Đại Bi là dài nhất. Thế thì ngài Tuyên Hóa đó, ngài đã chú giải Kinh Lăng Nghiêm rất là công phu, và trong đó thì ngài có nêu một cái điều chúng tôi cũng thưa quý vị ở đây, đó là có một cái câu chuyện mà ngài kể ở trong đó đó, tức là thở xưa ở đất nước Ấn Độ đó thì Kinh Lăng Nghiêm này được liệt vào cái hàng quốc bảo, là hàng cấm đem ra ngoài nước. Cho nên lúc bấy giờ những người tăng sĩ mà đi ra khỏi đất nước Thiên Trúc Ấn Độ đó, thì được xét rất là kỹ lưỡng, vì không có muốn cái bản kinh quốc bảo này tuồn ra ngoài đất nước Ấn Độ. Thế thì lúc đó ở bên Trung Hoa vào đời Đường thì có một người, một vị cao tăng tên là Ban Thích Mật Đế. Vị này đã tìm đủ mọi cách và ngài đã cố gắng và giấu giếm để mang được cái Kinh Lăng Nghiêm này ra khỏi đất nước Ấn Độ để về Trung Quốc. Thế thì lúc bấy giờ đây, tể tướng Phòng Dung bị Võ Tắc Thiên giáng xuống làm thái thú ở Quảng Châu, và khi ngài được đến Quảng Châu đó thì nhờ cái sự che chở của cái vị tể tướng Phòng Dung này mà đã dịch cái bộ Kinh Lăng Nghiêm này ra tiếng Hoa. Và sau đó thì ngài cũng đã chú giải. Nhưng mà rồi vào cái thời lúc bấy giờ đó thì Võ Tắc Thiên cũng không có tin tưởng kinh này cho lắm, cho nên không có được lưu hành. Cho đến khi mà Thiền Sư Thần Tú được phong làm quốc sư đó, thì ngài tiếp cận được cái bộ kinh này và cho rằng bộ kinh này có giá trị rất là lớn trên phương diện tu tập và chứng đắc của những vị tu thiền. Chính vì vậy mà ngài cho phổ biến. Thế thì đây là một cái câu chuyện cũng rất là hay, để chúng ta biết được rằng đã một thời Kinh Lăng Nghiêm được gọi là quốc bảo của đất nước Thiên Trúc. Thế thì chúng ta liền suy nghĩ rằng nếu như mà có cái gì mà nó mang cái tính chất là bí mật một chút, hiếm quý một chút, thì lúc bây giờ đây chúng ta mới coi trọng nó, phải không? Chứ còn nếu mà nó nhiều quá, nó phổ biến quá, dễ tìm kiếm quá, thì đôi khi chúng ta coi rất là thường. Và hình như là trong đời sống của chúng ta đây cũng như thế đó. Cái kim cương mà quý vị đeo trên ngón tay đó có thể là nó khó kiếm lắm, hoặc là nó đắt giá lắm. Cho nên là chúng ta có được một chút của chúng ta quý. Chứ nếu như mà nó nhiều như là đất đá ở ngoài kia đó thì chúng ta không ai đem mà trang sức cho mình đâu. Nhưng mà suy ra cho cùng thì cái hạt kim cương kia cũng từ nơi đá kia mà có, chứ có gì khác hơn đâu,
được cấu tạo bởi những cái phân tử carbon mà thành thôi. Nhưng nếu mà chúng ta phân tích ra thì mình sẽ thấy được rằng cái bản chất của nó cũng có gì xa lạ hết, phải không? Nếu mà cái carbon kia được cấu trúc theo cái kiểu này thì nó ra kim cương, mà cấu trúc kiểu khác thì nó ra than đá. Mà than đá là chúng ta dùng để mà nấu ăn thôi, chúng làm gì được khác. Đấy. Thế thì cũng phải nói được là có những thứ chúng ta hiếm tiếp xúc hoặc là khó tiếp xúc, khó tiếp cận, thì đôi khi mình khao khát, mình tìm kiếm, mình mong muốn, mình thủ đắc. Còn những cái mà chúng ta tiếp xúc thường ngày, nói hoài, nghe hoài, đâm si nó nhạt. Cho nên ở cái vùng Cali này có rất là nhiều chùa, nhưng mà ở những cái tiểu bang á, có khi người Phật tử lái xe đi tới 2-3 tiếng đồng hồ mới được tới chùa mỗi ngày chủ nhật. Thế thì ở những cái tiểu bang đó, người Phật tử bình thường người ta làm lễ ở chùa là những cư sĩ thôi, lâu lâu mới thỉnh được một thầy, lâu lâu mới thỉnh được một cô, thì người ta coi nó quý lắm. Cho nên bao giờ mà chỗ đó mà có được một thầy một cô về để mà thuyết pháp á, để mà làm lễ đó, là phải đi đông lắm, và người ta lái xe chẳng quản 2-3 tiếng đồng hồ để người ta tới, là tại vì người ta hiếm gặp tăng lắm chứ không phải là dễ gặp. Thế thì nói đi mình cũng nói lại, đôi khi chúng ta sống trong một cái trú xứ mà nó có đầy đủ quá, đầy đủ mọi thứ, thì đôi khi chúng ta không quý nữa. Mà đôi khi mình bị cái gì đó ha, gặp tai nạn nè, gặp trở ngại nè, đời sống thiếu thốn một chút, thì lúc bấy giờ để chúng ta mới quý, được chưa? Cho nên cái sự mà tham đắm của con người ta đó không biết bao giờ là cho đủ hết. Khi mình tràn ngập trong đầy đủ rồi á, thì chúng ta vẫn không thấy nó là quý nữa. Cho đến khi nào mà chúng ta nghiệt ngã, đau khổ, thiếu thốn, bệnh hoạn, thì lúc bấy giờ đây mình mới thấy là bình thường như mọi khi là tuyệt vời. Thế thì khi mà chúng tôi thấy được rằng cái bản kinh đây đã một thời nó trở thành quốc bảo như thế rồi á, thì mình mới thấy là ồ, thì ra bây giờ mình tiếp cận, mình đang có cả một cái quốc bảo trong tay, và nó nằm ngay ở trong nhà mình. Mà ngày hôm nay á, nó bằng cái sự phát triển của Internet, nó nằm ở trong lòng tay của các vị luôn. Chỉ cần các vị suy nghĩ tới nó, và chỉ cần vài ba cái ngón tay click click lên là nó hiện ra trước mặt mình liền. Thế thì có phải nói là mình đã có cả một cái kho tàng vô giá nằm ngay ở trước mặt của chúng ta. Nhưng mà rồi cái kho tàng vô giá đó, bởi sự ngăn cách của lòng mình mà nó không còn giá trị nữa. Nó vốn là vô giá, nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái ý niệm về nó một cách tốt đẹp, thì nó dẫu cho có vô giá cũng vô giá trị luôn. Giống như thế là quý vị nghĩ được rằng cái hộp kim cương đó nó quý và nó sang trọng, nhưng mà nếu mà các vị đưa cho một baby nó không biết giá trị thì nó sẽ quăng đi, nó không cần tới đó nữa. Thì cũng tương tự như vậy, giá trị hay không á là do nơi chúng ta có cảm nhận được nó hay không, có sử dụng nó được hay không. Thế thì ở ngay nơi đây mình lại ngộ ra một điều rằng linh hay không linh là tại mình, linh bất linh tại ngã. Thần chú của Đức Như Lai nói ra, nếu như chúng ta thọ trì như thế nào thì nó linh, thọ trì như thế nào thì nó không linh. Và linh hay không linh không phải là một cái giá trị chung, mà cái giá trị đó dường như rất riêng đối với mỗi một con người, mỗi một căn cơ. Thế anh đầy đủ tất cả những cái yếu tố, nhận thức rõ ràng về nó, tri nhận được nó một cách đầy đủ và thẩm thấu được nó, thì giá trị của nó sẽ hiện hiện. Còn nó vẫn là nó, không phải vì anh mà nó linh hay không linh, không phải vì anh mà nó có giá trị hay không giá trị. Đối với một người này hiểu biết được nó thì có thể nó có giá trị, nhưng đối với người kia chưa hiểu biết được nó thì nó sẽ không giá trị. Đó. Nên dẫu cho các vị có 10 gara, 20 gara, đối với những người không cần sử dụng tới nó, không biết nó là gì thì vô tác dụng thôi. Đó là kể tới thân phận của con người, mà tùy theo tuổi tác, tùy theo trình độ, tùy theo kiểu cách. Hoặc là ví dụ bây giờ các vị có đó,
nhưng mà rơi vào trong hoàn cảnh không thể sử dụng nó mà bắt buộc phải đổi. Ví dụ như đói sắp chết tới nơi mà có một rổ kim cương đó không thể ăn được. Thế thì bây giờ nếu muốn duy trì sự sống thì phải có ai đó đưa cho mình lát bánh tét, đúng vậy không? Thì sao? Tức là giá trị của nó còn tùy thuộc lúc nào, thời gian và con người kia nó ra sao, chứ không phải giá trị đó nó miên viễn, không phải bất cứ lúc nào nó cũng có nguyên giá trị như thế. Thế thì giá trị nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, chỗ đó lúc kia anh như thế nào. Như thế thì có những lúc mình không tin, nhưng có những lúc mà anh gặp vào cái chuyện nghiệt ngã nào đó, và lúc bây giờ đây anh liền lập tức chắp tay và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu khẩn Đức Phật kia gia hộ cho mình, cầu khẩn Đức Phật kia tới đây để ủng hộ cho mình, hoặc đi trong một nơi thanh vắng anh không tin Phật cũng không được. Lúc bây giờ đây anh bấm tay, anh bấm chân, anh niệm Phật lung tung ra hết, để chi vậy? Tức là có giá trị chứ không phải không. Ý chúng tôi muốn nói được rằng tất cả mọi thứ đều do lòng của chúng ta đây, mà nó sanh ra có hay không có trên cái nguyên tắc của sự tương tác. Thế thì bây giờ chúng ta học vào cái bài chú thứ 3 là Công Đức Bảo Sơn Thần Chú. Nói như vậy để nói với các vị rằng những cái bài thần chú như thế này đây chỉ có thể là với cái thành tâm mà đọc tụng thôi. Học là học cho biết như vậy, chứ còn mà cái giá trị của nó là phụ thuộc vô nơi các vị đó. Linh hay không linh không thể nói được, mà tất cả chúng ta đặt cái niềm tin như thế nào thì nó sẽ có tác dụng như thế đó. Công Đức Bảo Sơn Thần Chú, thần chú này chưa rõ cái chỗ dịch là ở đâu hết. Công đức, tên của bài chú này là Công Đức Vãng Sanh Tập. Có bài thần chú tên là Công Đức Sơn Đà La Ni. Đà La Ni tức là thần chú đó. Đà La Ni tức là thần chú. Trong cuốn Viên Nhân Vãng Sanh Tập có dẫn lời của Kinh Đại Tập nói như thế này: nếu người trì tụng một biến thần chú này, công đức cũng bằng như lại 4,5400 biến Đại Phật Danh Kinh, tức là kinh Phật danh, lại cũng bằng tụng 60,5400 biến Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh mà các vị đọc hết một biến thôi đó là cũng đã giỏi rồi, chứ đừng có nói chi là bấy nhiêu ngàn biến, bấy nhiêu vạn biến, đúng vậy không? Chắc chắn là các vị ngồi đây chưa có ai đọc hết Đại Tạng Kinh đâu, đúng không? Chưa đâu. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng chưa có đọc hết được Đại Tạng Kinh. Ngay cả bộ năm bộ Nikaya, 4 bộ A Hàm cũng chưa đọc hết nữa, chứ đừng có nói chi là Đại Tạng Kinh. Vì lẽ đó mà chúng ta còn rất nhiều các vị, sự hiểu biết của chúng ta còn giới hạn rất nhiều, vì mình không thể nắm được hết tất cả trong Tam Tạng Kinh điển kia Đức Phật đã nói những cái pháp nào có, những pháp nào không. Làm sao chúng ta biết được là trong tất cả kinh điển mà Đức Phật thuyết đó không có tư tưởng của Kinh A Di Đà, hay là không có tư tưởng của Kinh Lăng Nghiêm, mà bây giờ đây có người lại bác? Thế thì rõ ràng rằng nếu như ai đó có thể đọc được hết tất cả Tam Tạng Kinh điển như vậy rồi đó, và nhớ hết chỗ nào ở đâu, lúc bấy giờ đây chúng ta mới có thể nói được. Ví dầu tạo tội chứa đầy hơn 10 cõi nước, phải đọa vào địa ngục lớn vô gián. Chúng ta đã đọc kinh Địa Tạng và thấy cái chữ vô gián thế nào là gọi là vô gián, thế nào gọi là a tỳ rồi, đúng không? Rất là nhiều cái nghĩa. Đến khi lâm chung cũng được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thế thì chúng ta đã gặp trong 3 câu thần chú đều hướng đến cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà hết, rồi sanh lên bậc thượng của thượng phẩm. Tức là trong thượng phẩm thì có thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm thượng sanh. Nếu thành tâm tụng chú này, bao giờ cũng như thế, yếu tố thành tâm chuyên nhất là điều hết sức căn bản. Và cái thành tâm này á, là
hoàn toàn để cái tâm vào với một lòng thành kính tha thiết, tức là chí thành, chí tâm. Chứ không phải là chúng ta vì sợ cái này, vì sợ cái kia mà mình lúc đó để tâm, còn ngoài ra thì lại là phỉ báng thì cũng không được. Cho nên cái yếu tố thành tâm hay là chí tâm và trì tụng này đây vô cùng quan trọng. Và như hồi nãy chúng ta nói các vị đó, cái yếu tố thành tâm đây để thể hiện được rằng mình đã thẩm thấu vào bên trong, mình đã am hiểu ở bên trong, mình đã đặt hết tất cả tâm tư tình cảm của mình ở bên trong. Nam mô Phật Đại Gia, Nam mô Đạt Ma Gia, Nam mô Tăng Già Gia, Án Tất Đế Hộ Rô Rô, Tất Đô Rô Chỉ Rị Ba Kiết Rị Bà, Tất Đạt Rị Bố Rô Rị Ta Phà Ha. Tên của thần chú này là Công Đức Bảo Sơn hay là Bửu Sơn, Bảo hay Bửu gì cũng như thế. Người hay chuyên việc á, người nào mà hay chuyên việc, tức là làm mọi thứ một cách chuyên cần á, siêng năng á, thì gọi là công. Và cái trang nghiêm thật sự là nó có đó, thì nó gọi là đức. Cho nên là Công Đức Bảo Sơn, tức là cái người mà làm một cái công việc nào đó nó rất là chuyên cần, nó rất là thành thật, thì cái người đó là có công đức. Người mà chí tâm tụng chú đây thì về công là đủ và về đức cũng đủ luôn, như là mani vũ châu, thể của nó tròn sạch, đó là đức của pháp thân, nó sáng suốt ở trong và ngoài, đó chính là đức của bát nhã, đó là trí tuệ đó. Dường giống như là núi, nó sản sinh ra tất cả các đức của giải thoát ngay nơi chú, tức là tâm, vì đều là ba đức hết. Sơn tức là núi đó, thì ở nơi đó nó kết tinh và sanh ra tất cả các mỏ châu báu, cũng giống như thế. Cái núi Bảo Châu này, cái núi lớn này, cái núi công đức này cũng từ nơi cái chuyện trì chú này mà thành. Còn tâm cũng hay bày ra nơi cảnh vật, tức là cảnh vật nó ẩn hiện ở trong tâm của mình mà ra. Núi pháp tánh nó cũng phát sinh ra đầy đủ các công đức, cho nên là người trì tụng thần chú này với tài vật quý báu của tự tánh, tùy lấy ý nguyện cầu dụng thì đều được hết. Có nghĩa là sao? Nếu mà người nào trì tụng cái thần chú này với tất cả những cái ý nguyện của mình một lòng thành tâm, thì tất cả mọi thứ công đức đều phát sinh ra, giống như thể là núi vậy đó, mà nó sản sinh ra châu báu ở phía bên trong nó. Giống như người ta đi vào núi để đào núi ra mà tìm tất cả những cái vật báu ở trong núi đó, thì núi nó sản sinh ra tất cả những vật báu đó, thì cái tâm của mình nó cũng sản sinh ra tất cả những cái công đức giống như thế. Phật mẫu chuẩn đề thần chú, trích ở trong kinh chuẩn đề: khể thủ quy tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất câu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thì gia hộ. Có nghĩa là cúi đầu đảnh lễ ngôi pháp vương đó, tức là pháp tô tất đế. Tô tất đế tức là ngôi pháp. Thành tâm đảnh lễ thất câu tri, tức là bảy ức Phật, tức là ngôi Phật. Con nay ca ngợi đức đại chủng đề, tức là ngôi tăng bảo, tức là Phật pháp Phật tăng. Duy niệm từ bi thì gia hộ, có nghĩa là xin vũ lòng thương gia hộ cho con đó. Bốn câu trên là của đức Long Thọ Bồ Tát làm cái bài kệ này để mở đầu đọc tụng thần chú. Câu đầu là quy y ngôi pháp bảo, câu thứ hai là kính lễ Phật bảo, câu thứ ba là kính lễ tăng bảo, và câu thứ tư là cầu nguyện cho Phật pháp và tăng, tức là tam bảo đó, để mà chứng minh cho cái lòng chí thành của con, để trước khi trì tụng cái câu thần chú chủng đề này. Tô tất đế là một trong ba pháp lớn của chân ngôn tông. Tô tất đế có nghĩa là thiện viên thành, diệu thành tựu, có nghĩa là một cái sự thành tựu vô cùng rốt ráo. Chữ thiện và chữ diệu có nghĩa là viên thành, có nghĩa là thành tựu cách rốt ráo đó. Nghĩa của phép tu này rất là nhiệm màu, khéo trọn, mãn được tất cả các lòng nguyện
và cũng có thể khéo nên mọi xử lý của thế gian và xuất thế gian. Cho nên người chân thành đảnh lễ đó, tức là chân thành đảnh lễ, tức là con nay mà chí tâm đảnh lễ đó, thì cái người mà làm lễ đó, có nghĩa là năng lễ, và bảy ức Phật kia tức là sở lễ, mà chúng ta hay nghe cái câu đó là năng lễ sở lễ. Năng lễ là mình, mà sở lễ là Phật, là đối tượng mà chúng ta lễ. Thế thì năng lễ sở lễ tánh không tịch, có nghĩa là giữa mình cũng vắng lặng mà Phật cái thể tánh cũng vắng lặng luôn. Chúng ta đã học, không biết các vị còn nhớ không, chúng ta học tới cái phần mà nói về cái sự thanh tịnh, nói về cái trí thanh tịnh, nó gồm có là căn bản trí và hậu đắc trí. Các vị còn nhớ không vậy? Căn bản trí là gì? Rồi hậu đắc trí là gì? À, tu tập mới có. Còn căn bản trí là cái trí tự nhiên, là cái thể thanh tịnh, vắng lặng, sáng suốt, rốt ráo hoàn toàn. Điều này có trong mỗi một chúng sanh, rồi có nơi Phật kia. Cho nên Phật và chúng sanh, cái tánh đó nó thường rỗng lặng là như vậy. Tức là cái căn bản trí nó không có sai biệt, không có khác. Còn cái hậu đắc trí là cái mà cần phải tu tập, cần phải học mới có sự hiểu biết, mới có sự phát triển. Nhớ chưa? Đừng quên nghe. Thế thì đến đây thành tâm đảnh lễ, người lễ thì gọi là năng lễ, còn Đức Phật là đối tượng của lễ thì gọi là sở lễ. Câu chi hay là cu chi, câu hay cu cũng là một, dịch là trăm ức, có nghĩa là Đức Chuẩn Đề Phật Mẫu với 700 ức Phật xung quanh. Chuẩn Đề hoặc là Tôn Na hoặc là Tôn Di, dịch nghĩa là lòng nguyện rộng lớn, đúng nơi lý, đúng nơi trí để dứt từ cái vọng hoặc hay là dục vọng đó, để đủ các nhân duyên để làm lợi tha cho tất cả chúng sanh. Đây là một vị Phật để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Lại còn dịch là thành thực, có nghĩa là từ nơi pháp không thường quán ra pháp giả để thành tựu cái cảnh trí tịnh diệt. Thế thì đối với lại một cái vị Phật á, thì đương nhiên bao giờ cũng là lòng từ bi rộng lớn rồi, không có bao giờ mà hạn hẹp hết. Cho nên làm đủ tất cả các hạnh lành để thành thục hết tất cả các cái pháp mà hóa độ chúng sanh. Những cái chữ như là quy y, duy nguyện, có nghĩa là hướng về cái ý niệm đó, hướng về cái lòng, cái sự thành tâm đó, hướng về cái tâm ý đó. Đầu diện đảnh tức là đầu này, mặt nè, và cái đỉnh đảnh tức là đỉnh đầu đó. Ví dụ như chữ quán đảnh đó, tức là rót từ trên đỉnh đầu rót xuống đó, tức là cái nghiệp của thân, nó gồm có đầu mặt trên đỉnh đầu của mình, tức là nghiệp của thân. Sân bán tức là khẩu nghiệp, tức là lấy cả thân và lấy cả miệng của mình để mà sân bán, để mà trì tụng. Nghĩa là người trì tụng thần chú này đem cả toàn lực ba nghiệp thân, khẩu và ý đồng thời tương ứng với nhau. Cho nên yếu tố mà chí tâm á, nó ngoài cái yếu tố tâm ra thôi, ngoài cái yếu tố là đem hết tất cả lòng mình rồi, thì nó còn có một cái nghĩa nữa là tất cả mọi cái hành tướng của chúng ta đây trên phương diện thân và khẩu đều hướng tới, đều nhiếp. Cho nên nó mang cái tính chất là chí, tức là đến. Chí tâm có nghĩa là đem hết tất cả hướng về một lòng. Thế thì ngoài cái việc là chúng, nếu như các vị đem hết tất cả hướng về một lòng, nhưng mà chúng ta chỉ có hướng tâm không thôi mà thân không hướng có được không? Ví dụ như quý vị vừa nhảy mà quý vị vừa chí tâm thì sao? Được không? Thử đi quý vị, thử coi. Thế thì rõ ràng rằng cái tâm kia, nếu mà cho nên tại sao phải ngồi thiền. Cái chữ ngồi á, đáng lý ra thiền nó có thể đi cũng được, đứng được, chạy cũng được, nhảy cũng được. Nhưng mà cái chữ mà có người ta hay dùng nhất là ngồi thiền,
Tại sao vậy? À, tại vì nó vọng động, nó rất khó để thiền. Mà thiền có nghĩa là tĩnh, là tĩnh lự, là lắng động. Cho nên thân động thì tâm rất khó mà yên tĩnh lắm. Cho nên nó phải để một để yên. Mà để yên đó, đó, ngoài cái chuyện mà ngồi thôi đó, thì những cái khác rất khó, rất khó để có thể giữ yên. Cho nên cái chữ ngồi thiền nó cũng có cái giá trị của nó, vừa thể hiện trên cái yếu tố là nhiếp thân, mà nó còn có yếu tố của thân là tĩnh lự nữa. Tức là ngồi yên trên phương diện của vật chất, và cái tinh thần phải là lắng động đó. Cho nên yếu tố này cũng tương tự như vậy, đem hết cả thân và tâm của mình để mà hướng đến, thì cái tâm từ bi của Đức Chủng Đề sẽ trọn thâu hết tất cả thân tâm của mình, tức là hòa nhập vào bên trong. Vì sao? Vì cả năng lễ và cả cái sở lễ kia đều vắng lặng hết rồi, cho nên bây giờ dung thông lại thành một. Cho nên Ngài sẽ thâu nhiếp hết, sâu nhiếp hết tất cả cái thân tâm của con người đó. Cho nên gọi là thùy gia hộ, duỗi lòng từ bi đối thương, thêm chí nguyện cho con. Mẫu là mẹ, là pháp, là thầy của tất cả chư Phật, hay là thậm chí là mẹ. Chính vì lẽ đó mà phải thành tâm để hướng đến. Pháp kết thành quả Phật, cho nên gọi là yếu tố của Phật mẫu. Kinh Chủng Đề chép: Đức Như Lai trụ tại vườn cây của hai ông Kỳ Đà Tu Đạt, được tứ chúng bát bộ vi nhiễu, tức là đi xung quanh. Đức Thế Tôn vì thương tưởng đến chúng sanh bị ba nghiệp dày và phước mỏng ở trong đời mạt pháp, cho nên Ngài vào đại định Chủng Đề Tam Muội, rồi thiết ra cái thần chú này ở nơi chỗ 700 ức của Đức Phật đó. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Điệu Tam Bồ Đà Câu Thi Nẵm Đắc Tiệt Tha Án Chức Lệ Chủ Đề Chủng Đề Ta Bà Ha. Câu chú này chúng ta hay tụng nhất là vào lúc nào? Quên hết rồi. Lúc cúng quả đường á, ăn cơm đó, khẻ thủ quy tô tất đế đầu diện cảnh lễ thất cô chi ngại kim sinh tán đại chúng đề vô nguyện tự bi thì gia hộ. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Điệu Tam Bồ Đà Câu Thi Nẵm Đắc Tha Chức Lệ Chủ Đề Chủ Đề Ta Bà Ha. Đức Phật dạy rằng người tùy tụng chú này là chính chủng muôn biến, có thể diệt được các tội thập ác. Thập ác là gì? Tức là đối nghịch lại với 10 nghiệp thiện, là thân tam khẩu tứ ý. Ý tam đó, thân tam tức là sát, đạo, dâm. Khẩu tứ tức là vọng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngữ, theo dệt và ác khẩu. Ý tam là tham, sân và si. Tứ trọng là gì? Tức là bốn cái tội trọng là gì? Sát, đạo, dâm, vọng là bốn tội trọng. Ngũ nghịch là gì? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, là bốn cái tội ngũ nghịch, là năm tội ngũ nghịch. Nhận đến với nhà thế tục nào, bất luận là tịnh hay uế, chỉ cần chí tâm mà tụng thần chú này thì liền được tiêu trừ tai nạn bệnh hoạn, được tăng nhiều cái phước thọ. Cho nên quan trọng ở chỗ đó là không phải chúng ta sống ở đâu, để ở chỗ nào, trong nhà tắm hay là trong phòng ngủ v.v., mà quan trọng ở chỗ là chí tâm. Cái cõi lòng này có sạch hay không? Có nghĩa là cõi lòng này đã gạn hết tất cả những cái nhơ bẩn ra chưa? Cõi lòng này có một lòng hay không, hay là nó pha tạp? Nếu như mà cõi lòng này nó tràn ngập tất cả những cái thứ khác thì câu thần chú vào bị pha loãng liền, tức là nó bị nhiễm liền, bị nhiễm bẩn liền bởi những tư tưởng khác đã chứa đầy ở trong lòng. Cho nên quan trọng ở chỗ không phải là trì ở đâu, ở trong nhà tắm cũng sao hết á, ở trong phòng ngủ cũng sao hết. Quan trọng ở chỗ là cõi lòng của mình đã dọn sẵn hay chưa. Tụng đủ 49 ngày thì liền được Bồ Tát sai hai vị thánh giả thường để thọ hộ người đó cho đến lúc trong mọi lúc đi đứng nằm ngồi, hoặc là cầu đặng trí tuệ thì cũng được, cầu tiêu trừ cái chứng nạn cũng được, cầu thần thông cũng được.
mà đến cầu quả vô thượng bồ đề cũng được luôn. Vấn đề chỗ là chúng ta có nhất tâm hay không. Tụng đủ 100 muôn biến thì người ấy liền đặng ở nơi cõi tịnh độ của chư Phật, khắp hầu hạ chư Phật, khắp nghe tất cả pháp màu và trọng chứng quả bồ đề. Nói chung á, đúng lại một câu là từ lúc mà chúng ta học tới bây giờ, những câu thần chú này đều có yếu tố có sự nhiếp tâm hết. Trên phương diện nhiếp tâm quan trọng vô cùng, nhiếp tâm chánh niệm. Thế thì niệm một câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật cũng nhiếp tâm nữa. Ngay cả Đức Phật A Di Đà cũng nói là các vị trì tụng một cách nhiếp tâm hết được. Thế thì chúng ta không có khe là cái câu A Di Đà đó, nếu như các vị phải giải nghĩa ra là vô lượng quang, vô lượng thọ vân vân. Nếu mà mình học sâu thì mình mới giải nghĩa ra, đúng không? Mới biết được. Chứ bây giờ trì tụng Nam Mô A Di Đà Phật, một người đó ta cũng đâu biết có nghĩa là gì. Hoặc là người Hoa, người ta nghe mình đọc Nam Mô A Di Đà Phật cũng biết là nghĩa gì hết. Hoặc là một người ở bên Ấn Độ đó, mấy đứa bé mà nó ăn xin đó, Nô Mến Ni là Nô A Di Đà Phật. Tức là mình bắt nghe mình hát là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là khi mà mình đi kinh hành á, vòng quanh thánh tích á, nó cứ nghe mình đi rồi xếp một hàng như vậy hát như vậy, nó nghe hay quá và nó học thuộc. Thế là khi thấy đoàn Việt Nam tới là nó cứ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nó hát vậy đó, hát giống y chang luôn. Và nó còn có cái trống với lại cái kèn của nó nữa, nó cũng vỗ nó hát vậy đó. Nhưng mà vấn đề của nó là để làm cái gì? Chứ nó không phải là xin Phật để chứng minh hay là cầu cái gì của Đức Phật hết, mà nó cầu tiền. Nó cầu tiền để cho mình ban cho nó tiền. Thế thì rõ ràng rằng nghe, nếu như chúng ta nó trì cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đó, nó không biết đó là ý nghĩa nó là gì hết, thì cũng chẳng khác nào thành một câu thần chú đó. Hoặc là bây giờ nè, quý vị nào mà tu theo Phật tông á, chúng ta trì một cái câu thần chú sám hối đi, trăm âm. Quý vị nào ở đây biết không? Không biết hả? Hoặc là cái câu mà quý vị đều biết hết, đó là Ôm Mani Bát Mê Hùng đó, mà chúng ta dịch là Án Mani Bát Di Hồng. Thế thì có vị nào hiểu hết tất cả nghĩa của nó không? Không. Nhưng mà đối với lại người Tây Tạng thì họ hiểu họ biết nó là cái gì, chữ nào nghĩa đó. Thế thì đối với mình thì nó trở thành một câu thần chú, nhưng mà đối với họ thì nó trở thành một câu kinh. Tức là kinh có thể giải thích được, mà thần chú thì khó có mà giải thích được lắm. Thế thì rõ ràng những cái câu thần chú mà chúng ta gọi là thần chú đây, có thể là chúng ta chưa có giải thích được. Thì hy vọng rằng quý vị nào có thể có một cái sở chứng nào đó để chúng ta tìm ra được cái nguồn gốc, thì quý vị có thể hiểu được và trong này nói cái gì. Nó cũng tương tự như vậy ha. Bài chú thứ 5, Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni. Đây là trích từ trong Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni Kinh. Chữ Đà La Ni này cũng có nghĩa là chú đó. Nhân vì thương xót hết tất cả chúng sanh có cái tuổi sống ngắn ngủi ở trong đời vị lai, muốn cho tất cả đó được tăng trưởng cái tuổi thọ và có lợi ích lớn, cho nên là Đức Thế Tôn đã bảo với ông Đại Trí Huệ Diệu Cát Tường Bồ Tát để mà dạy như thế này. Đó là giữa cái cõi Diêm Phù Đề, tức cõi này đây, hiện đời này đây, vào cái thời gian cái thứ 9, sanh mạng của loài người chỉ sống có 100 tuổi thôi. Với con số đó thì phần nhiều người là gây ra cái ác nghiệp, cho nên là tổn giảm cái tuổi thọ của mình và chết non, chết yểu. Thành thử sống 100 năm ít có người lắm. Tuy nhiên nếu người nào mà gặp phước duyên á, tụng được thần chú này một lòng thành kính, hoặc là biên chép, hoặc là cúng dường, hoặc là đọc tụng thọ trì, thì được tăng thêm ngoài 100 tuổi. Vấn đề ở chỗ là cũng như thế, chúng ta có thành tâm hay không, có nhiếp tâm hay không để thực hiện.
Trong này phiên âm những cái chữ mà nó rất khác với lại cái mà chúng ta đọc ha. Án này ba ba các ngõ đế a ba ra mật nạp a ư vị a nạp tô tất nể thiệt cấp đạt điện tá ra tệ giả đắc tháp cả đạt giả a ra ha đế tâm dược tâm bất đạt giả đắc nể giả tháp an tất trị ba tăng tư các trị bất trị thuộc đạt đạt ra mã đế cả cả này ta mã ngục cả đế ta bằng ngõ tỷ thuộc đế mã mà giả bác vị ngõ vị ta. Câu thần chú, câu và chữ của thần chú trên đây phần nhiều thì nó chẳng phù hợp với thần chú ở trong kinh tạng, ở trong tạng kinh. Với điều ấy có lẽ hoặc là vì thời gian hoặc là dịch sư của những người lớp sau có khác nhau, tức là một cái sự không có thống nhất từ bên trong tạng ra, cho nên là chúng ta phiên âm theo cái ngữ nghĩa, theo cái phương ngữ, theo của những người dịch sư, tức là những vị thầy diễn dịch ra thì có khác. Bài thần chú thứ 6 là Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn, tích trong Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. Ai mà tụng kinh Dược Sư rồi đó, thì chúng ta cũng thấy cái bản kinh này được nói ở trong kinh Dược Sư. Ở trong kinh Dược Sư thì chỉ rất là đầy đủ. Người nào mà muốn trì tụng thần chú này thì phải thắp đèn bảy từng treo thần tam tục mạng năm sắc gì đó ha, phải không? Mỗi đèn lớn như cái bánh xe gì đó, tức là tất cả mọi thứ đã được nêu trong đó rất rõ thì sẽ vượt qua tất cả những cái điều tai ách. Kinh Dược Sư chép rằng Đức Thích Ca Như Lai bảo với mạng thù thất lợi, đó là trong đó diễn tả là mạng thù thất lợi đồng tử đó, để nhắc rằng bây giờ Thế Tôn kia vào đại định tam muội, tức là tam ma địa đó, tên là dứt trừ tội khổ, dứt trừ tội khổ cho tất cả chúng sanh. Phật đã nhập thiền định ấy rồi, từ nơi đảnh nhục kế phóng ra hào quang sáng lớn, trong luồng hào quang ấy diễn nói chú Đại Đà La Ni: Nam mô Bạt Già Phật Đế Bệ Sắc Xả Lu Lô Thích Lu Ly Bát Lạc Bà Hắc Ra Sà Giả Ra Thai Ra Gia Ra Ha Đế Tâm Diệu Tâm Bột Đà Gia Đắc Điện Thang Bệ Sắc Thể Bệ Sắc Thể Bệ Sắc Xả Tâm Bột Đức Đế Tóa Ha. Trong hào quang thuyết thần chú ấy rồi thì khắp mặt đất đều vang động, tức là số diệu vang động. Đức Phật phóng lầu luồng hào quang nữa khiến cho tất cả chúng sanh đều dứt hết tất cả các cái nạn khổ. Ai có bệnh chi chuyên nhất đọc thần chú này 108 biến để chú nguyện trong ly nước sạch rồi uống thì các bệnh đều dứt trừ. Cũng tương tự như vậy, giống như trong kinh Dược Sư mà chúng ta đã đọc tụng đó. Người nào bị bệnh thì nhiếp tâm chánh niệm trì thần chú này 108 biến để chú nguyện trong thức ăn, trong nước uống hoặc trong nước không vi trùng gì đó ha. Chứng thứ hoặc tử, nhớ chưa? Ở trong kinh Dược Sư thì thoát khỏi chín thứ hoặc tử, chín cái nạn hoặc tử đó, có nghĩa là nếu mà gặp bệnh ít mà không gặp thầy, không gặp thuốc, rồi hoặc là gặp thầy nhưng mà cho uống lầm thuốc cũng chết luôn. Cho nên là đó là những cái thứ hoặc tử. Quán đảnh có nghĩa là gì? Quán đảnh thứ nhất có hai nghĩa. Thần chú này là do từ trên đảnh đầu của Phật phóng hào quang ra, và trong hào quang đó thì nói đại thần chú này. Thứ hai là nếu như người mà giữ thân khẩu ý thanh tịnh, chúng ta lại gặp những cái từ này thường xuyên trong mỗi một bài chú đều có hết. Giữ thân khẩu ý thanh tịnh tương đương với nhau, chuyên tâm trì tụng lại gặp nữa. Thần chú này thì liền được hào quang của chư Phật chiếu đến như là rót nước ngay trên cái đảnh môn của người đó, cho nên được gọi là quán đảnh. Đối với lại ở bên Mật Tông á, thì thường hay sử dụng cái lễ quán đảnh. Lễ quán đảnh tức là lễ ban phước để cho cái người đó được thanh tịnh từ nơi đảnh môn cho đến khắp châu thân của người đó, và sau đó rồi truyền một cái pháp để người đó có thể thực hành cái pháp đó. Đó là cái lễ quán đảnh, tức là tiếp nhận một cái phương pháp để mà thực tập. Thế thì chúng ta đây, nếu như mình dùng cái phương pháp lễ quán đảnh này để ứng dụng vào trong cái lúc mà chúng ta truyền giới đó, thì cũng gọi là lễ quán đảnh, lễ quán đảnh truyền pháp.
truyền tam quy, truyền ngũ giới, bát quan trai giới v.v. thì cũng được gọi là lễ quán đảnh để truyền pháp. Câu thần chú thứ bảy là quán âm linh cảm chân ngôn, án mani bát di hồng, câu này ai cũng biết hết. Ma hát nghe nha nạp tích đô đạt tan nạp tích nạp tan nạp phi đạt thị cán cán nhi tháp bốc vị tích tháp bốc nạp bổ ra nạp nạp bốc vị thư thác băng nạp nạp ma lô kiến thiết ba gia ta ha. Đức quán Thế Âm có lòng đại bi rất là thiết tha, đức độ sanh lan khắp, tức là rộng khắp đó. Nếu mà người thành tâm trì tụng chú này thì liền được lòng đại bi của Bồ Tát theo niệm đến để mà cảm cho, không có gì nghĩ bằng. Quán âm linh cảm chân ngôn thì nghe nội cái câu ở trên thôi chúng ta đã thấy rồi. Ở trong này thì có lặp lại cái câu là án ma ni bát di hồng, thì là một trong những cái câu mà được gọi là tâm chú của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái câu thần chú này đối với lại người Tây Tạng á, thì người ta trì tụng cái câu thần chú này trước khi đứa trẻ nó biết nói nha. Có nghĩa là ý của cái câu này là sao? Một đứa trẻ nó biết trì chú trước khi nó biết nói, tức là nó biết trì tụng cái câu thần chú Om Mani Padme Hum. Vì sao vậy? Vì cha của nó trì, mẹ của nó trì, anh em của nó trì, nhà của nó ai cũng trì chú hết. Cho nên một đứa trẻ ra, nó sinh ra trong một cái gia đình như thế đó, thì cái câu đầu tiên người ta dạy nó không phải là kêu bằng cha, kêu bằng mẹ hoặc kêu bằng con, không phải vậy, mà sao? Án Mani Bát Di Hồng. Một cái nền văn hóa Phật giáo nó thấm đẫm trong cái tinh thần của họ như thế. Câu thứ 8, thất Phật diệt tội tân ngôn, tức là bảy vị Phật diệt tội, tiêu trừ cái tội chướng. Trích trong Đại Phương Đẳng Đà La Ni Kinh, cũng là thằng chú. Vì thương tưởng các vị bí xô, bí xô ni, bí xô này nghĩa là tỳ kheo đó, sẽ hủy phạm bốn giới trọng. Chúng ta đã nói bốn giới trọng là sát, đạo, dâm và vọng. Nếu như bị hủy phạm bốn cái giới trọng này ở đời mạt pháp, tức là vì thương tưởng các vị tỳ kheo sẽ bị hủy phạm giới pháp của mình trong bốn cái tội này vào trong đời mạt pháp, và các vị tỳ kheo ni sẽ vi phạm tám giới trọng. Cho nên là Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cầu xin Phật khai thị những điều. Cho nên Ngài hỏi là với những cái chỗ vi phạm mà tội trọng như thế đó thì phải sám hối bằng cái cách nào. Lúc bấy giờ thì Đức Như Lai liền nói: bài chú dưới đây là chân ngôn của bảy Đức Phật đã nói từ đời quá khứ. Thần chú này diệt trừ được các tứ trọng, tức là bốn cái tội trọng và ngũ nghịch, và sẽ được vô lượng phước nếu như thành tâm thường tụng. Rất là ngắn, quý vị nào muốn học thuộc thì học thuộc và trì tụng. Li bà đế cầu ha đế ra ra đi đế ni ha ra đế thì đi là đế ma ha giờ đế chân lăng đế ta bà ha. Với những cái tứ trọng và ngũ nghịch, nếu mà phi sám hối, nghĩa là không có sám hối đó, bằng cái pháp vô sanh á, thì không thể dứt trừ được. Chính cái thần chú này do bảy Đức Phật đều đã thuyết ra đúng với lại cái chân tánh, cho nên là nó là cũng vô sanh đó. Cho nên là được cái lý vô sanh như thế mà diệt được tất cả những cái tội trọng đó, giống như thể là nước sôi mà đổ lên trên tuyết thì tuyết sẽ tan liền. Đó là câu thần chú thứ 8. Câu thần chú thứ 9, tất cả chúng ta ai cũng thuộc hết, là vãng sanh tịnh độ thần chú. Câu thần chú này là để vãng sanh tịnh độ, cho nên ai cũng thuộc hết. Mình tu cảm tình dễ sợ luôn. Tức là cái gì mà nó mang cái tính chất là giải thoát một cách rất mau chóng, lẹ làng, đi thẳng, ngắn gọn là chúng ta thuộc. Cho nên vãng sanh tịnh độ thần chú, hay còn gọi là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh tịnh độ Đà La Ni Kinh.
Nam mô A Di Đà Phật, dạ đa tha dạ đa dạ đa điệt dạ tha di đi đô bạch tỳ a di đi đa tất tam bạch tỳ a di đi đa thì ca lăng đế a di đi đa thì ca lăng đa dạ di đi dạ dạ na chí đa ca lệ ta bà ha. Cũng là tên bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ. Bạc tức là nhất trừ đó, nhất thiết nghiệp chướng có nghĩa là tất cả những cái nghiệp chướng căn bản, tức là gốc rễ. Đắc đắc tức là được sanh tịnh độ, tức là thần chú được sanh về tịnh độ, nó diệt trừ hết tất cả cái căn bản nghiệp chướng. Rồi nghe tới đây sướng quá hả, phải không? Tha hồ mà gây tạo trong vô lượng vô số kiếp, bây giờ trì tụng thần chú này là tất cả nó sạch sẽ hết trơn và được sanh tịnh độ nữa. Cho nên là nó vừa có tác dụng tốt mà lại vừa giá rẻ đây. Và đời Lương Tấn niên hiệu là Ngôn Gia, chữ Ngôn này đại chúng hay nói là Thượng Ngôn đó. Ngôn là gì? Nguyên à, Thượng Nguyên hay là Thượng Ngôn đó, chữ ngày xưa người ta hay nói như vậy đó. Và ngài Tam Tạng Pháp Sư Cần Na Tạc Đà La từ nước Thiên Túc qua Trung Hoa đã dịch ra nhắc lại chỗ đã nghe thì sách Minh Đăng Tông Bổn Tịnh Độ Thành Pháp có nói với thần chú này thì phải đọc tụng 21 biến vân vân. Truyện Bất Tư Nghị Thần Lực chép rằng với cái phép trì chú, người tu thân miệng phải thường xúc cho sạch, dâng hương đốt trước tượng của Phật, quỳ xuống chắp tay ngày đêm 6 thời, mỗi thời tụng 21 biến đều dường được tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, hủy bán chánh pháp. Nếu người thường tụng chú này thì được Đức Phật Di Đà thường ở trên đỉnh đầu, tức là thường ngự trên đỉnh đầu để mà ủng hộ cho, chẳng cho kẻ thù tiện về để mà khuấy phá quấy. Hiện đời thì được yên ổn, đến đời cuối cùng thì được tùy ý vạn sanh, vân vân. Và nhiều nữa, hễ tụng càng nhiều thì càng tốt chừng đó. Tụng cho đến 20.000 biến thì lường được cái tâm bồ đề. Nếu mà tụng đến 30 muôn biến thì liền thấy được tự thấy được Phật. Vấn đề tất cả là đều phải nhiếp tâm hết. Câu thần chú thứ 10 là Thiện Thiên Nữ Chú, được trích ở trong Kim Quang Minh Kinh. Kim Quang Minh Kinh ghi lời của bà Công Đức Thiên. Cái thiện nữ thiên chú này chúng ta hay nghe đó là Thiện Thiên Nữ Chú, phải không? Chúng ta hay nghe Thiện Thiên Nữ Chú, Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Mã, Nam Mô Tăng Già đó. Nó là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Kinh Kim Quang Minh ghi lời của bà Công Đức Thiên, cũng là tên Thiên, nói tự giới thiệu với hội chúng rằng ở phía bắc của núi Tu Di, tức là trời Tỳ Sa Môn Thiên Vương, có một châu thành tên là A Ni Mạn Đà. Giữa thành ấy có một sở vườn tên là Công Đức Hoa Quang. Trong vườn ấy có một khoảnh vườn rất là tốt tên là Kinh Tràng, vì kiến trúc bằng 7 thứ ngọc báu rất là tốt. Nó là chỗ mà tôi thường cư xử. Kinh nói thêm rằng vì muốn thành tựu cho kẻ tu trì, cho nên Kim Quang Minh kinh Kim Quang Minh được đủ vật dụng để cần mà giúp cho sống. Cho nên bà trời đó liền nói cái thần chú như thế này: Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Ma Gia, Nam Mô Tăng Già Gia, gì nữa, Nam Mô Thất Lệ Ma Ha Đệ Tỷ Gia Đắc Đệ Giả Tha Ba Lệ Phú Đồ Ma Giá Lệ Tâm Mạng Đà Đặc Sá Ni Ma Thị Ha Ra Giả Đế Tâm Mạng Đà Đệ Ni Giả Đế Ma Hai Ca Đệ Giả Ba Nệ Ba Ra Ma Nệ Thất Tệ Ba Lạc Tha Tâm Mạng Đà Tốt Bác Lệ Đế Số Lệ Na Thị Gia Đọc Mạng Đế Ma Ha Thị Cổ Thất Đế Ma Ha Di Lập Đế Lập Phật Thân Kỳ Hê Đế Đế Thân Kỳ Hê Đế Tâm Mạng Đà Tâm Mạng Đi. Một hơi ha. Tức là Kinh Kim Quang Minh nói đối với thằng chú đây, hoặc là những kẻ tụng người nghe với ai dân hương cúng hoa, phàm muốn cần những điều gì như vàng bạc châu báu trâu dê có tất cả vật dụng đều được đầy đủ hết. Thế thì xin thưa các vị, đó là 10 bài thần chú ở trong
Kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta đã trì tụng từ rất là lâu tới bữa nay rồi. Thế thì cái điều mà chúng ta nói về thập chú ở đây đó, nó cũng không có gì cởi mở gì ra cái nội dung ở bên trong hết. Nội dung nó vậy thôi, không biết nói sao cho nó ra cái nội dung ở bên trong để cho quý vị hiểu. Cho nên cuối cùng rồi á, thì nó là hướng tới cái pháp hành. Hướng tới cái pháp hành có nghĩa là để chúng ta trì tụng. Và với một cái lòng thành thiết, nếu như quý vị đã đặt niềm tin vào, nếu đã đặt niềm tin vào thì thực hành. Nếu các vị không đặt niềm tin vào thì khỏi thực hành, mất công. Được chưa? Nếu các vị không đặt niềm tin vào đó thì các vị hãy đặt niềm tin vào cái chỗ nào mà các vị đặt niềm tin đó. Tại vì chúng tôi nghĩ được là bất cứ làm một cái gì cũng phải nhiếp tâm chánh niệm hết. Kể cả các vị tụng kinh, muốn có công đức, muốn có tất cả những cái sự hiệu dụng, niệm Phật cũng vậy, đều phải nhiếp tâm chánh niệm, đều phải tỉnh tại, tỉnh giác, mọi thứ đều phải như thế hết. Cho nên trì một cái câu thần chú, dẫu cho bây giờ chúng ta không biết, không hiểu nó là gì, nhưng mà nếu mà ngay cả khi quý vị niệm một câu A Di Đà Phật đi, nó cũng là gì đâu. Cho nên ở trong kinh Đức Phật cũng đã từng nói là với những người mà có cái tâm mà nghi hoặc á, thì người ta nghĩ được rằng tại sao chỉ niệm một câu niệm Phật mà được cái phước báu lớn như thế. Vì sanh cái tâm nghi hoặc như vậy cho nên người ta bỏ qua mất cơ hội cho chính bản thân của họ. Nên bây giờ chúng ta nghĩ đơn giản trong đời đi. Có một lần nào đó mình nói với bạn mình á, tao mới vừa thất nghiệp, mày có cái chỗ nào mách nước giùm tao với? Mách nước tức là sao? Chỉ dùng cho cái cơ hội làm ăn, ví dụ như thế. Chỉ dùng cho một cái. Thế thì nó chỉ cần nói hàng câu thôi. Tao có cái công việc này, tao có cái công việc kia, được chưa? Mày có muốn hùng hạp không? Mày có muốn làm ăn hay không? Tao chỉ cho mày. Ví dụ như vậy. Thế thì cũng chỉ có một câu thôi mà nó cứu cả đời của mình đó. Ở trong luật Sa Di có dạy đó là sanh ngã giả phụ mẫu, thành giả ngã bằng hữu. Có nghĩa sanh ta ra là cha mẹ, mà giúp cho chúng ta trưởng thành á là bạn bè. Mà quý vị để ý đi, trong đời sống của chúng ta đó, người mà sinh ta ra là cha mẹ, nhưng mà kế thừa sự nghiệp của cha mẹ hình như ít lắm, rất là hiếm để có thể kế thừa được hết tất cả mọi thứ của cha mẹ. Còn ngoài ra đó là đi học nè, đi tới trường nè, cái bạn của mình nó học ngành nào đó, cái mình cũng theo, mình học luôn ngành đó. Cho nên là làm gì có bạn. Thế rồi đi làm cũng vậy, nó nói chỗ này tốt, chỗ kia tốt, thế thì mình cũng nghe theo, rồi mình theo. Ngay cả khi đi học như vậy cũng vậy, chắc là cũng có bạn mới đi. Chứ nếu mà không có bạn mà có mình lủi thủi mà đi thì chắc là cũng hiếm lắm, phải vậy không? Cho nên chứng tỏ được rằng có cái năng lực xung quanh, có cái năng lực của những người kế cận bên mình đó. Và ngược lại mình biết rằng nó có cái đó, cho nên là mình cũng là một cái năng lực kế cận của người khác, được không? Mình cũng là một cái năng lực để kế cận của cái người mà mình đang sống chung, đang ở chung, đang làm việc chung đó. Mình hãy tạo thành một cái năng lượng tốt để cho người ta thấy được rằng ồ, mình có cái năng lượng tốt đó, đủ sức để có thể hấp dẫn người ta và lôi kéo người ta theo cái năng lượng của mình. Thế thì cầu nguyện cho tất cả quý vị giữ cái niềm tin nơi Phật Pháp của mình thật sự là tròn, đủ, không có phai lạc, không có phai nhòa. Tùy nơi căn cơ, trình độ, hiểu biết, sự tiếp thu, niềm tin, tập quán, sự hành hoạt mà quý vị chọn cho mình một cái pháp tu cho nó phù hợp với chính bản thân của mình. Rồi từ đó đặt hết tất cả lòng của mình, làm gì cũng phải chí tâm, làm gì cũng phải nhiếp ý, để chúng ta có được kết quả tốt nhất trên con đường tu tập, để không có luống qua một cái thời gian vô ích của đời người. Và kính cảm ơn quý vị. Quý vị có câu hỏi gì không? Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đền
Phật đạo.